rồi ngồi đứng nghe mẹ chụp bộ hình này, hai ba rồi giờ mình kiếm chuối nha cả nhà. Mùa nước nổi này cô hai có còn câu máy, cô hai mình câu hay cô hai. Rồi cả nhà nhớ ủng hộ mình nha cả nhà, cả nhà nhớ ủng hộ con nha, để con có kinh phí mình con mua cần câu máy cho cô hai, con mua cần câu máy cho cả team câu. Chú già già đó. Chừng với ông lá không á. Cây bự là có cũ à. Cực quay. Ấy đây này con hai. Khoa mày. Cái nhà biết gì không? Khoa mày cái nhà nó hay lắm. Tắc khô cũng có cũ nữa. Khô cằn chồng cũng được nữa. Chỗ này. Chào cô chú anh chị nha, hôm nay đi bẻ chuối nha với cậu hai con. Thấy thân thiện bẻ luôn. Nè, đường này dài, mình không để trên cây được, để cho đợi chó chích là mình không còn ăn. Giờ ta lấy luôn. Bây giờ mình phải cắt trước. Nè bữa nay nè với ăn xong nay bự ghê. Nước lớn. Đây. Chuối sim đen các bạn, thấy nó nhỏ nên có vỏ nha, ngọt lắm. Đốn đi mốt đi ăn mặt khác. Cậu hai, mình mà để mấy cái củ sắn vô trong mấy cái dây này cậu hai, để đó chuột nó vô trong đó ở luôn, để mình nuôi nuôi từ từ cái chạy vô hoài luôn, cái rồi mình nhăn cái dây như là ấy dịch gì đó mà ấy cái lưới mà nó nhỏ nhỏ xíu. Thôi vậy đó, sao ấy đây, sao lụm? Thôi mà hai có ấy không? Có bán chuối sống không? Bán chuối sống. Chuối sống đâu có bán. Chuối 299 bán rồi. Bán chuối 299 à. Anh tặng em. Giờ mình tiếp tục cuộc hành trình đi kiếm nghe là. Giờ chỗ này đường này nó sập sền quá, mình đi lắc hơi lắc xíu nha cả nhà thông cảm nha. Cái đường nó gập ghềnh. Cả nhà nhớ ủng hộ kênh con nha. Kênh gì? Kênh Chiếc Khoa Channel. Ây da, đập trúng máy rồi cậu hai ơi, banh luôn cái máy rồi. Cả nhà nhớ ủng hộ kênh Chiếc Khoa Channel nha, để con có thêm động lực chứ, để có tiền để tụi con mua dụng cụ câu cá. Bưng cái gỗ ổi nó vô nhà đi. Có trái nhưng mà nó không có trái chín. U, cậu hai có trái bình bát kìa cậu hai. Thấy có mấy trái. Ý, trời ơi, cậu hai, chú già. Chú già. Giờ tiếp tục cuộc hành trình nha cả nhà. Một con chuối nè. Đó là kia có mấy hai bắp chuối luôn kìa. Hai bắp chuối nha cả nhà. Một cái gót xuống nước rồi sao lắm. Ui, ghê hết.
bự cho bá lửa luôn rồi, bự cho bá lửa luôn. Em dịch cho bá tính. Bên đây là một bồn chuối cây gòn, đây là nguyên một đồng dưa leo luôn nha cả nhà. Ui ui ui, sao lụm cô hai? Rồi mình xuống dưới rồi đó nè. Wow. Ui ui, bự. Cái gì? Cái này bự rồi. Nhỏ chứ. Cái này. Ui. Ui. Thôi chạy, thôi chạy, cái bự nhất nó mình nãy không? Wow, chú. Nhìn bên ngoài, nhìn bên ngoài là biết bên trong là có mặt uống hút rồi. Em đi, không biết được nữa nói. Chụp hình đây. Chụp rồi. Cầm hai cái bắp chuối là xe kìa, đi vô. Cầm hai bắp chuối là giờ lấy thêm cái đó nữa, mình lên là mình về tới là... nhà. Cậu hai với đang chụp hả? Xong về tới nhà là mình đi học rồi. Rồi chiều mình một uống chuối nè. Đó là kia có mấy hai bắp chuối luôn kìa. Hai bắp chuối nha cả nhà. Một cái gót xuống nước rồi sao lắm. Ui, ghê thiệt. Bự cho bá lửa luôn rồi. Bự cho bá lửa luôn. Em dịch cho bá tính. Bên đây là một bồn chuối cây gòn, đây là nguyên một đồng dưa leo luôn nha cả nhà. Ui ui ui, sao lụm cô hai? Rồi mình xuống dưới rồi đó nè. Wow. Ui ui, bự. Cái gì? Cái này bự rồi. Nhỏ chứ. Cái này. Ui. Ui. Thôi chạy, thôi chạy, cái bự nhất nó mình nãy không? Wow, chú. Nhìn bên ngoài, nhìn bên ngoài là biết bên trong là có mặt uống hút rồi. Em đi, không biết được nữa nói. Chụp hình đây. Chụp rồi. Cầm hai cái bắp chuối là xe kìa, đi vô. Cầm hai bắp chuối là giờ lấy thêm cái đó nữa, mình lên là mình về tới nhà. Cậu hai với đang chụp hả? Xong về tới nhà là mình đi học rồi. Rồi chiều mình rồi ngồi đứng em nghe chụp mô hình này. 2 3 rồi chụp 2 tấm. Cậu hai con có cái cần cô che kìa, cô hai biết ép dẻo không? Ép lại cho